đây cho các bạn nha. Không biết khu này là nó xây dựng cái gì, thực sự là không biết nó xây dựng cái gì các bạn, mà cứ một cái ụ tròn vậy nè. Cứ ụ nào cũng tròn vậy trơn á, dọc 4 dãy các bạn, 4 dãy tròn vậy luôn. Nhưng mà nó lại làm nổi trên nhà sàn á, đúng nhà sàn các bạn, nổi trên mặt đất 2 mét có à. Mình nhìn xa gì chứ đó, chân dưới đó có 2 mét có các bạn. Không biết nó làm gì luôn, nhà máy gì ở đây mình không biết luôn. Mình chạy qua mình thấy lạ, mình quay lại cho các bạn xem ha. Bạn biết, các bạn nào mà biết nó làm gì nói với mình biết chứ ha. Chứ thực sự là mình không biết, nó chưa có hoàn thành nữa. Đây là bên Chi Tông An Giang các bạn. Đó, bên kia là nó còn để cặp không đúng không? Các bạn thấy mấy cặp trống sao không? Cặp trống sao mà mốt nó xây dựng y chang vậy đó. Đó, những cái cặp nhồi nó còn nhú lên đó các bạn. Rồi, chào các bạn nha, mình chạy xe cho nên là mình không thể quay chi tiết cho các bạn xem được ha. Đây, xe mình đang chạy, đó. Mình tập lại chút xíu các bạn. Tập lại chút xíu, đó, các bạn thấy không? Những cái cọc nhồi đó à, đó, còn những cái nhà mình giống như nhà máy gì đó. Còn những cọc nhồi nằm bên đây. Bạn nào biết cái công trình này là gì comment dưới cho mình nha. Bạn nào bên An Giang đó biết không, mình không biết cái này là cái gì, mình đi ngang mình cứ thắc mắc hoài. Rồi, cảm ơn các bạn, chào các bạn.